Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một đòn chiến thuật rất lợi hại cho cờ vua, có tên gọi là đòn phong tỏa. Đòn phong tỏa thường được các cao thủ sử dụng khi thi đấu. Ở trong đòn phong tỏa thì chúng ta sẽ thu hút một quân hoặc tốt của đối phương vào vị trí nào đó nhằm bịt đường chạy của một quân khác có giá trị hơn, và quân này cũng sẽ là mục tiêu tấn công của chúng ta. Ở trong nhiều trường hợp thì mục tiêu tấn công bị phong tỏa lại chính là quân vua. Chúng ta hãy cùng xem ván cờ này. Ở đây đến lượt trắng đi. Nếu bên trắng tấn công vua đối phương ngay lập tức bằng nước hậu H7 chiếu, bên đen sẽ chạy vua F7. Chúng ta ăn hậu G7 chiếu. Đen sẽ đi vua E8. Và như vậy vua đen bỗng nhiên lại thoát hiểm để chạy sang phía bên cánh hậu. Do đó ở đây, để ngăn chặn việc bên đen có thể chạy vua sang phía cánh hậu, thì chúng ta sẽ sử dụng đòn phong tỏa để bịt đường chạy này. Cụ thể như sau: trắng đi F7 chiếu, bên trắng hy sinh tốt để bịt đường chạy của vua đen. Đen đi xe ăn F7, trắng đi hậu H8 chiếu hết. Đòn phong tỏa không những sử dụng rộng rãi trong chung cuộc mà đôi khi chúng ta còn thấy nó xuất hiện cả trong cờ tàn, đặc biệt là cờ tàn hậu. Ở trong cờ tàn hậu thì việc thí tốt nhằm phong tỏa đường chạy của vua đối phương là việc phong tỏa tương đối phổ biến. Ở trong thế cờ này, chúng ta hãy xem bên đen chơi như thế nào. Đen đi G5 chiếu, bên trắng không thể ăn tốt ép lên G5 vì vua đang bị giằng. Do đó bên trắng chỉ có thể đi vua ăn H5. Ở đây bên đen muốn phong tỏa đường chạy G4 của bên trắng. Tuy nhiên việc này lại phải thực hiện bằng một nước chiếu trung gian, nên đi hậu E2 chiếu, trắng đi G4, và chúng ta thấy trắng cũng không còn cách nào chống đỡ khác, nên đi hậu E8 chiếu hết. Và để hiểu rõ hơn đòn chiến thuật phong tỏa được sử dụng như thế nào, chúng ta hãy cùng xem một ván cờ thực tế như sau. Trắng đi E4, đen đi E5, trắng đi mã F3, đen đi mã C6, trắng đi mã C3, đen đi mã F6. Hai bên đều sử dụng phòng thủ 4 mã. Trắng đi tượng B5, đen đi tượng C5, trắng đi mã ăn E5. Trong trường hợp đen đi mã ăn E5 thì trắng sẽ đi D4 bắt lại
tượng hoặc là mã. Nên đi hậu e7, trắng đi mã d3, đen đi mã ăn e4, trắng đi nhập thành, đen đi mã ăn c3, trắng đi tốt d ăn c3, đen đi mã d8. Đây là một nước đi sai lầm của bên đen. Ở đây bên đen nên chơi nhập thành thì sẽ tốt hơn. Trắng đi xe e1, đen đi mã e6, trắng đi xe ăn e6. Một nước cờ thí quân rất táo bạo của bên trắng. Đen đi tượng ăn f2, trắng đi mã ăn f2, đen đi hậu ăn e6, trắng đi tượng f4, đen đi c6, trắng đi tượng d6. Bên trắng sẵn sàng hy sinh quân tượng để phong tỏa đường chạy bằng cách nhập thành của bên đen. Đen đi tốt ăn b5, trắng đi hậu d2, đen đi hậu h6, trắng đi xe e1 chiếu, đen đi vua d8. Mà trắng đi tượng f4. Bên trắng tránh việc đổi hậu khi đang kém bên đen về lực lượng. Đen đi hậu c6, trắng đi tượng d6. Bên trắng tiếp tục phong tỏa. Đen đi f6, bên đen phòng thủ nước trắng chiếu hậu ở g5. Trắng đi hậu f4, bên trắng đe dọa tượng e7 chiếu. Đến đây thì bên đen xin thua vì không có thể chống đỡ được nước tượng e7. Trong trường hợp bên đen đi xe e8 thì sẽ bị trắng đi tượng c7 chiếu. Đen đi hậu ăn c7, trắng đi xe ăn e8 chiếu, đen đi vua ăn e8, trắng đi hậu ăn c7. À, bên trắng dễ dàng giành chiến thắng. Tiếp theo chúng ta hãy cùng xem thế cờ này. Ở đây bên trắng đang đe dọa đẩy tốt e5 để thực hiện đòn hậu ăn và h7 chiếu hết. Tuy nhiên nếu trắng vội vàng đẩy tốt e5 thì bên đen sẽ phản công bằng nước đẩy tốt f5, vừa bịt đường của quân tượng tấn công vào điểm h7, vừa mở đường cho việc đổi hậu
và để ngăn chặn ý đồ phòng thủ này của bên đen thì bên trắng đã sử dụng đòn phong tỏa như sau. Trắng đi c f6 trong trường hợp tượng ăn f6 thì trắng sẽ đẩy e5 và bên đen sẽ không có cơ hội chống đỡ nước hậu ăn h7 chiếu hết của trắng. Do đó ở đây đen đi vua g8, trắng đi e5, đen đi h6, trắng đi mã e2. Với việc chạy quân mã về e2 thì bên trắng đe dọa bắt mã ở d6 của đen. Trong trường hợp đen đi tượng ăn f6 thì trắng sẽ đi hậu ăn h6, đen đi hậu ăn e5, trắng sẽ đi hậu h7 chiếu hết. Còn trong trường hợp đen chạy mã đến b5, trắng sẽ đi hậu f5 và bên đen cũng không có thể chống đỡ nước hậu h7 chiếu hết của trắng. Như vậy chúng ta đã vừa xem xong đòn chiến thuật có tên gọi đòn phong tỏa. Bài học đến đây kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.